Công Phượng ghi bàn đầu tiên sau 13 tháng. Tiền đạo Nguyễn Công Phượng chấm dứt cơn khát bàn thắng với pha lập công giúp Bình Phước giành chiến thắng trước Bà Rịa Vũng Tàu. Công Phượng ghi bàn cho Bình Phước. Hướng tới giải hạng nhất quốc gia 2024-25 vốn sẽ khởi tranh vào cuối tháng 10, câu lạc bộ Bình Phước đã có trận giao hữu với câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu. Đây cũng là trận đấu đầu tiên của Nguyễn Công Phượng trong màu áo câu lạc bộ mới. Cách đây gần nửa tháng, anh đã tạm biệt Yokohama Fan Club sau 2 năm chỉ được thi đấu 3 trận. Trước khi hồi hương để tìm kiếm cơ hội ra sân và ghi bàn nhiều hơn. Hy vọng ấy của Công Phượng phần nào được đáp lại. Khi được huấn luyện viên Nguyễn Anh Đức xếp đá chính, Trần Súc Sinh năm 1995 thi đấu đầy nỗ lực. Anh tích cực di chuyển, phối hợp cùng các đồng đội và có bàn thắng cho riêng mình giúp Bình Phước giành chiến thắng 2-1. Cần nói thêm, đây là lần đầu tiên sau 13 tháng, Công Phượng mới ghi bàn. Hồi tháng 9 năm 2023, Trần Súc này lập công trong chiến thắng 2-0 của đội tuyển Việt Nam trước Palestine. Đó cũng là lần cuối cùng Công Phượng khoác áo đội tuyển Việt Nam cho tới hiện tại. Công Phượng dần tìm lại sự tự tin, ảnh, Bình Phước Fan Club. Việc ghi bàn trở lại giúp Công Phượng tự tin hơn rất nhiều trước mùa giải mới. Theo lịch thi đấu, vòng một giải hạng nhất quốc gia 2024-25 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 26 tháng 10. Ở lượt trận khai màn, câu lạc bộ Bình Phước có chuyến làm khách tới thi đấu tại Hòa Bình. Tôi trân trọng mỗi giây phút được chơi bóng vì đó đơn giản là cuộc sống của tôi. Hy vọng mùa giải mới, đồng đội của tôi thi đấu tốt để đạt mục tiêu của câu lạc bộ, khi ấy số áo trên lưng mỗi cầu thủ càng trở nên đẹp hơn. Đáng nhớ hơn trong cuộc đời mỗi người, Công Phượng nói thêm.